này, kênh Tin Học sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối tài khoản Gmail vào trong Windows 10, giúp cho các bạn dễ dàng nhận và gửi mail hơn. Để thực hiện thì các bạn truy cập vào Start Menu, các bạn chọn Mail, tiếp theo thì các bạn bấm vào Google. Tại đây các bạn nhập tên và mật khẩu tài khoản Gmail của chúng ta. Các bạn bấm vào nút sign in. Tiếp theo thì các bạn bấm vào nút accept. Nếu các bạn muốn cho Windows nhớ luôn cái mật khẩu để các bạn khi lần sau các bạn mở thì sẽ không hỏi được mật khẩu, thì các bạn sẽ bấm vào nút Z và chúng ta đợi cho chương trình xử lý. Tiếp theo thì các bạn tại cái mục này thì các bạn có thể tiến hành gửi tới các người bạn của chúng ta cái thông điệp như thông báo, thì cái này các bạn có thể thực hiện sau, thì các bạn bấm vào nút cancel. Như vậy là chúng ta đã kết nối thành công tài khoản Gmail vào trong ứng dụng Mail trên Windows 10. Thì hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn có thể bấm vào nút thích hoặc bấm vào nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay về thủ thuật máy tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Thank you.